บาดอันบางธรรมที่ที่ชมกระบังโอนเราได้บรรดาสังคมมาอยู่พบบาดอันนี้บางธรรมมาบรรดาไปโดยที่มันเรียนเรื่องศาสนาไทยนวัตโปรตุสหารันในวันสังกัดเล็กผมเปิดละปีตรองศกจังอย่างนี้กับเพื่อนหายอ้อเพื่อนบางธรรมกับน้องบางโอนยังมาศาสนาไทยอันต่อไทยเราว่าเราต้องเตี้ยได้หายอ้อ Vâng, Vũng Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh. Hôm nay Vũng Thơm lại cập nhật tiếp tục phần công lường của ghe ngô phường 7 thành phố Sóc Trăng các nhà. Hiện tại thì hoàn thiện rồi đó. Thì bữa nay Vũng Thơm lại cập nhật tiếp tục để cho tất cả các bạn mình theo dõi. Thì Vũng Thơm cũng mong tất cả các bạn mình ai là người mới nhớ đăng ký để ủng hộ ha. Bữa nay lại cũng gặp anh Thắng luôn. Thì Vũng Thơm mời cả nhà mình theo dõi ha. Hiện tại thì cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Đây ghe này có tổng chiều dài khoảng trên 30 mét các nhà ha, cũng có dẫn đồng điên khoảng 58 đến 61 luôn, kể cả người mũi còi luôn đó các nhà. Quá đẹp ha. Quá đẹp luôn rồi nha, sạch rồi nè. Waterpool thì Saharam nó sẵn cặp lệch phẩm phân thì trong sọc trắng này cực hơi nhà hơi oi nó thằng công tú. Và bóng thông TV có sử dụng nhờ bóng ôn thì chú chạy chú lại chú subscribe rồi bóng thông TV phong là bởi tập tuôn bán video thamay thamay lâu nói thì mà không nó lại nghe công to thì hơi oi. Hiện tại thì còn có chỗ công nối hết cả nhà ha. Này là dáng là sao với cả nhà, nguyên khối luôn ha. Đó. Quá đẹp luôn, thịt khô tới rồi đỏ lòm luôn ha. Hiện tại cũng còn lên mấy cái công tim mực này xong rồi nè. Mấy cái công phụ này nha. Đầu nó toàn là công phụ thế thôi ó. Đó, mấy này là công phụ các nhà. Cái con đó là xài đinh không có bắt bò lon các nhà. Xài bằng đinh không. Quá đẹp không. Chùa Potisaharam phường 7 của thành phố Sóc Trăng. Potisaharam no cắt lệ quân trong sọc chăng hẹt sọc chăng và khơi hơi oi không là hóc thì chỉ tục ngô cực kỳ lầm miệt ghi lầm miệt trong nó. Xong rồi anh Đồng. Đây phần nối này cũng hoàn thiện rồi nè. Thôi anh em à. Nhìn nâng tiết thôi anh em. Này, còn cái công này, công cuối cùng này. Nó còn hai công nữa. Một cây nè. Một cây đâm tiết. Hả lập bẩn luôn đấy. Hả lập bẩn nói á. Bóng lưỡng luôn rồi cả nhà. Đó, đây là phần lái cả nhà ha. Này là thằng tên say. Cái
cái đầu cái lái này là cũng cái giấy người đâm vào đó cô sạch họ mà lộn á. Trong này nó thiếu ánh sáng này thông cảm ha. Khoa bình lửa quá đẹp luôn. Chiếc ghe này là của nghệ nhân Danh Tùng đóng cả nhà. Nghệ nhân Danh Tùng cũng là tòi năm nay ở đây luôn. Hồi năm rồi thì anh ấy ở bên Quách Tích thì năm nay về đây tập luyện bên đây luôn. Đó. Còn có một hai công nữa cái như xong rồi. Cục bình lửa mưa không lạ. Đây nó đủ ánh sáng rồi nha. Coi nó rõ ha. Đó. Quá đẹp nha. Sâu nghệ nguyên khối luôn ha. Này cũng 30 lẻ mấy ha. Dài á 30 à, không có lẽ ha, 30 luôn. Này là 30 mét chẳng luôn hết đó nha, sầm sấp. Còn bao nhiêu mấy cái ghe thì nó lẻ chút chút, vậy là cũng 80 mà 58 vận động vậy ha, 56 à, luôn còi thì mới được 58-60 ha. Rồi quá đẹp nha. Năm mươi sáu vận động viên luôn còi luôn ngồi mũi là khoảng 59. Quá đẹp. Thôi Bông Thơm cũng tạm dừng ha. Bông Thơm cũng cảm ơn tất cả các bạn mình đã rất nhiều ha, luôn theo dõi đồng hành cũng Bông Thơm TV. Đó. Hiện tại thì cũng hoàn thiện ha, thì chuẩn bị lật chắc chai ha. Chương trình Bông Thơm xuống ọc cũng bằng ôn như tổng ọc nha, tên là lời kênh Bông Thơm TV. Sốc xe rây một con lần ọc nha, cũng click chui chạy chui like, chui subscribe đồng mày tự tuôn lần mày thầm mày là chuyện Bông Thơm TV. Bông Thơm TV xuống ọc cũng.